À, xin chào cả lớp. Ở tiết học tuần trước thì sau khi cô đã phân tích hướng dẫn cho tụi con phân tích nhân vật người vợ nhạc trong truyện ngắn Vợ Nhạc của nhà văn Kim Lân, và với những cái ngữ liệu mà cô cung cấp, hy vọng tụi con sẽ có thể vận dụng tốt trong để hoàn thành cái bài tập mà cô giao. Thì phần bài tập cô giao là cô yêu cầu đề bài cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật người vợ nhạc trong truyện ngắn Vợ Nhạc của nhà văn Kim Lân. Bởi vì đây là cái tiết học đầu tiên thôi, phải không? Mở màn, cho nên là mình sẽ đây cũng là cái dạng đề rất là cơ bản khi mà chúng ta phân tích và tìm hiểu về một cái nhân vật truyện ngắn. Và như vậy thì mình sẽ giải thích, mình nhìn đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích đề, yêu cầu phân tích vẻ đẹp của nhân vật người vợ nhạc. Vẻ đẹp của nhân vật người vợ nhạc. Đó là cái trọng tâm của cô. Chúng ta chú ý cho cô cái từ vẻ đẹp, tức là cái trọng tâm mà cô mong muốn chúng ta sẽ đi phân tích cái phẩm chất, cái vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật này. Và đây thì cô không có giới hạn trong truyện ngắn Vợ Nhạc của nhà văn Kim Lân, phải không? Đây là người vợ nhạc nè, nhân vật mà chúng ta xác định, và truyện ngắn Vợ Nhạc của nhà văn Kim Lân. Vậy thì đây là dạng đề cơ bản và không có giới hạn cái nội dung phân tích, đúng không? Đó, rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình làm bài ha, để xem cái từ cái ngữ liệu mà chúng ta ứng dụng vào một cái bài viết thì mình sẽ làm như thế nào. Trước hết là phần mở bài. Thì như cô nói, phần mở bài á, khi đi thi á, khi làm bài kiểm tra thì nó không có cái số điểm riêng biệt mà nó có cái điểm chung với cái điểm kết cấu của một cái bài tập làm văn. Đó là khi mà các bạn viết đủ 3 phần mở thân kết thì mình sẽ được 0,25 trên 5 điểm. Nhưng mà muốn ta mở bài nói như vậy cũng không có nghĩa là mình sẽ không có chú ý vào cái mở bài. Đấy là khi mà thầy cô chấm bài với một cái số lượng bài rất là nhiều, đi chấm thi có thể đến hàng trăm bài, thì những cái bạn nào mà có cái cách mở bài ấn tượng, có cái cách mở bài độc lạ, phải không nào, ấn tượng, nó sẽ gây được cái thiện cảm cho người chấm. Và như vậy mình quên mất một phần là chúng ta còn có một cái phần điểm nữa, đó là cái điểm sáng tạo. Và cái điểm sáng tạo này cũng tính cho cả cái cách mở bài độc đáo và hấp dẫn luôn, phải không? Cho nên là cố gắng đừng có mở bài theo cái kiểu giống nhau, đó là giới thiệu tác giả Kim Lân là nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại, rồi cứ bạn nào cũng bắt đầu Kim Lân là thì đến bài thứ ba thôi cô sẽ bị chán, phải không? Và tụi con sẽ không có được cái điểm sáng tạo ở cái phần này. Như vậy thì mình sẽ cố gắng để có rất nhiều cái cách mở bài sáng tạo, có rất nhiều cái cách mở bài hay, cái cách mở bài sáng tạo, và ở đây cô sẽ giới thiệu cho mình một cái cách đơn giản nhất. Bây giờ cái cách đơn giản là tụi con sẽ mở bài bằng cách tìm và dẫn một cái đoạn thơ, một cái câu thơ nào đó nó cùng cái bối cảnh, cùng cái phạm vi bối cảnh, cái tình huống với cái câu chuyện của cái tác phẩm mà mình cần phân tích. Ví dụ như bây giờ mình thấy là đây là cái truyện ngắn Vợ Nhạc của nhà văn Kim Lân, ra đời vào nạn đói năm 1945. Cái bối cảnh của câu chuyện là nạn đói năm 1945 ở miền Bắc nước ta. Như vậy mình sẽ chọn những cái câu thơ có liên quan tới cái bức tranh nạn đói này, có liên quan đến cái nạn đói này. Ví dụ như chúng ta trích một cái đoạn trong bài thơ 30 năm đời ta có Đảng của nhà thơ Tố Hữu. Đoạn thơ đó viết gì đây? Ví dụ như là con đói lả ôm lưng mẹ khóc, mẹ đỡ con đấu thóc cầm hơi, kiếp người cơm vải cơm rơi, biết đâu nẻo đất phương trời mà đi. Thì bốn cái câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, đoạn thơ đó nó là cái nạn chân thật về cái số phận bi thảm của con người Việt Nam trong nạn đói, và chúng ta hoàn toàn có thể dẫn để mở bài cho cái bài này. Được không nè? Rồi, cô có thể ví dụ cho mình ha, gợi ý cho mình. Đó là cái bài thơ, mở bài là mình sẽ trích dẫn cái đoạn thơ của nhà thơ Tố Hữu. Con đói lả ôm lưng mẹ khóc. Đó là ôm lưng mẹ khóc. Đó là đói, là người đói không còn một cái chút sức lực nào, đói cồn cào. Rồi mẹ đỡ con đấu thóc cầm hơi. Đấu thóc cầm hơi. Đấu là cái đơn vị đo ha. Một đấu thóc nó giống như tính bằng thúng về cái đấu. Okay. Rồi kiếp người cơm vải cơm rơi. Kiếp người cơm vải cơm rơi, biết đâu nẻo đất phương trời mà đi. Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi. Mà lớp nhớ cho cô là khi mà mình trích thơ thì bao giờ chúng ta cũng phải ghi nguồn, phải không nào? Phải ghi tác giả và tác phẩm. Đây là bài thơ 30 năm đời ta có Đảng. 30 năm đời ta có Đảng của nhà thơ Tố Hữu. Sau khi mình trích đoạn thơ này, chúng ta sẽ giới thiệu về cái nạn đói. Giới thiệu về nạn đói năm 1945. Năm Ất Dậu 1945 ở miền Bắc nước ta.
Rồi, như vậy thì mình thấy là văn học nó bao giờ cũng gắn liền với hiện thực cuộc sống. Vậy thì cái bức tranh nặng đói này nó cũng đồng thời là cái nguồn cảm hứng, là cái mảnh đất để nuôi dưỡng những cái tác phẩm nghệ thuật, phải không? Giàu cái giá trị hiện thực và nhân đạo viết về nặng đói này. Như vậy thứ hai chúng ta sẽ đi giới thiệu về tác phẩm. Giới thiệu truyện ngắn vợ nhà. Vợ nhà của Kim Ngân. Và phần thứ ba là bắt buộc, phải không? Đó là yêu cầu, cũng là cái phần nêu luận đề là chúng ta đi giới thiệu cái nhân vật cần phân tích. Chúng ta sẽ đi giới thiệu nhân vật cần phân tích. Giới thiệu nhân vật người vợ nhà. Rồi, đây chỉ là một cái cách gợi ý, cô không khuyến khích là chúng ta làm giống y như vậy, phải không? Nó gọi là sáng tạo thì mỗi bạn đều có cái sự sáng tạo riêng của mình, và đây là cái cách mà cô gợi ý thôi. Như vậy cô ví dụ lại, cô sẽ viết như thế nào khi mà cô gợi ý cái mở bài như thế này. Cô mở bài cái này là mình canh giữa, phải không? Đoạn thơ: con đói lạ ôm lưng mẹ khóc, mẹ đỡ con đấu thóc cầm hơi, kiếp người cơm vải cơm rơi, biết đâu nẻo đất phương trời mà đi. Chúng ta nói là những cái câu thơ đầy cái ám ảnh của nhà thơ Tố Hữu là bức tranh chân thực về nạn đói khủng khiếp năm 1945, năm Ất Dậu 1945 ở miền Bắc nước ta. Đây là cái ký ức kinh hoàng của trong lịch sử của người Việt, và đồng thời nạn đói ấy đồng thời là cái nguồn cảm hứng, là cái màu mỡ nuôi dưỡng cái nguồn cảm hứng nghệ thuật của biết bao cái nhà văn, nhà thơ. Một trong những cái truyện ngắn đặc sắc nhất, tác phẩm đặc sắc nhất viết về nạn đói năm 1945 là truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Rồi mình sẽ giới thiệu là cùng cùng với bà cụ Tứ Tràng, nhân vật người vợ Nhặt là một trong ba cái nhân vật chính của tác phẩm, một cái nhân vật để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc về cái số phận bi thương và cái vẻ đẹp tâm hồn đáng trân trọng. Rồi xong mở bài. Đó là một cái cách thôi nha, chúng ta còn rất nhiều cái cách mở bài khác nữa. Chúng ta mở bài bằng cái cách nêu những cái câu lý luận văn học. Như vậy thì mỗi bạn với cái khả năng của mình và với cái sở thích của mình, thì năng khiếu thì mình sẽ có cái cách mở bài khác nhau. Tuy nhiên đừng có làm rập khuôn và đừng có giống nhau, hoặc là mở bài một cách đúng theo cái công thức, nó bị máy móc ở cái phần là giới thiệu tác giả và tác phẩm liền, thì cái bài của mình nó sẽ bị chán ha. Rồi thứ hai, sau khi xong phần mở bài thì chúng ta viết tiếp thân bài, và thân bài bao giờ cái số điểm nó cũng là nhiều nhất. Cô luôn luôn hướng dẫn tụi con là thân bài mình phải viết theo cái kết cấu là tổng phân hợp, nhớ nha, tổng phân hợp và cái đáp án của đề thi, mọi cái đề thi người ta đều ra như thế. Rồi thứ nhất mình đi phân tích cho cô, mình đi làm cái phần tổng. Vậy tổng ở đây là gì? Tổng là khái quát. Mình mở bài theo cái kiểu mở bài sáng tạo thì chúng ta chưa giới thiệu về tác giả ha. Vậy thì ở đây mình sẽ giới thiệu khái quát về tác giả. Mình sẽ giới thiệu tác giả Kim Lân. Rồi mình giới thiệu cái gì? Bây giờ nè, khi mà mình đi thi á, ở nhà làm bài thì được, hoặc là đi thi kiểm tra một bài thì không sao. Nhưng mà khi mình đi thi với một cái dung lượng, với một cái số lượng bài lớn như vậy, thì tụi con học thuộc về tên tuổi, về năm sinh năm mất, về quê hương, nó sẽ rất là khó nhớ và dễ nhầm lẫn giữa nhà văn này với nhà văn khác. Cho nên khi giới thiệu về tác giả Kim Lân và những cái tác giả khác cũng vậy, cô lưu ý là chúng ta nhớ cho cô ba điều khi mà giới thiệu tác giả. Cô chỉ cần chúng ta làm rõ được ba cái vấn đề: thứ nhất là vị trí của người ấy trong cái nền văn học, thứ hai là cái sở trường, tức là cái thế mạnh, là cái sở trường trong sáng tác, và thứ ba là phong cách. Phong cách tức là cái nét riêng biệt, cái sức hấp dẫn riêng, phải không nào? Cái phong cách, cái nét riêng của họ trong sáng tác, nhớ nha. Ví dụ như vị trí Kim Lân là cái cây bút chuyên về truyện ngắn, về sở trường tác phẩm của ông tập trung chủ yếu về đề tài người nông dân và cuộc sống ở vùng nông thôn Việt Nam. Và thứ ba về phong cách, chúng ta dùng cái cụm từ văn Kim Lân hấp dẫn người đọc bởi, đó là cái gì đây? Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo, tại miêu tả phân tích tâm lý nhân vật bậc thầy cùng cái ngôn ngữ bình dị mộc mạc mà tinh tế chọn lọc. Đó, mình chỉ cần nói ba ý như vậy là xong cái phần tác giả ha. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu tác phẩm. Vậy mình giới thiệu tác phẩm này, chúng ta giới thiệu cái gì? Mình sẽ đi giới thiệu về cái xuất xứ nè, về cái hoàn cảnh sáng tác, về chủ đề của tác phẩm, và về cả cái và đi bắt buộc trong cái bài này là chúng ta phải đi tóm tắt tác phẩm.
Nếu cần thiết mình vẫn có thể phân tích giới thiệu một cách sơ lược về cái nhan đề, phải không? Đây là cái nhan đề. À, tóm tắt tác phẩm. Bổ sung cho cô cái ý nghĩa nhan đề. Nếu có. Nhan đề này là nếu có nha, nếu có. Rồi. Như vậy xuất xứ là gì? Xuất xứ là in trong cái tác phẩm nào? Hoàn cảnh sáng tác là sáng tác cái hoàn cảnh, cái năm sáng tác và nó gắn liền với cái sự kiện nào đặc biệt. Rồi. Nhan đề nếu có, ví dụ như nhan đề vợ nhặt là một cái nhan đề rất là ấn tượng, phải không? Vợ thì phải cưới xin chứ sao lại là vợ nhặt. Rồi chủ đề của tác phẩm là thông qua cái tác phẩm đó nhà văn muốn phản ánh cái gì, gửi gắm thông điệp gì. Và khi mà mình phân tích một nhân vật thì chúng ta phải có cái tóm tắt chung để người ta có thể hiểu tổng quát về cái tác phẩm của mình, được không? Đấy. À, xuất xứ là truyện này được in trong tạp Con Chó Xấu Xí. Hoàn cảnh sáng tác thì truyện ngắn vợ nhặt có một cái hoàn cảnh sáng tác rất là đặc biệt. Ban đầu tác phẩm là tiền thân của nó là tiểu thuyết Sớm Ngủ Cư, được nhà văn Kim Lân sáng tác ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công nhưng còn dang dở và bị thất lạc bản thảo. Thì sau khi hòa bình lặp lại vào năm 1954, dựa vào một phần cốt truyện cũ, Kim Lân đã viết lại cái tác phẩm này và đặt tên là Vợ Nhặt. Phải không nào? Rồi chủ đề là thông qua cái bức tranh nạn đói năm 1945, tác phẩm đã ca ngợi cái vẻ đẹp của con người Việt Nam trong nạn đói. Bên bờ vực cái chết họ vẫn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, vẫn khát khao hạnh phúc và cùng nhau hướng về tương lai tốt đẹp. Thì những cái phần này cô đã giới thiệu cho mình ở cái phần khái quát khi mà mình học tác giả tác phẩm, phải không? Và chúng ta sẽ vận dụng những cái phần đó để làm ha. Rồi tóm tắt tác phẩm thì con cũng tóm tắt ngắn gọn cái bối cảnh của câu chuyện là cái nạn đói năm 1945 ở miền Bắc, giữa một cái buổi chiều tràng đưa một cái người đàn bà xa lạ về làm vợ trong cái sự ngạc nhiên, sửng sốt của cả Sớm Ngủ Cư và bà cụ Tứ, vừa thương con và thương người, thương cho cái người phụ nữ bất hạnh. Bà cụ Tứ đã vui vẻ chấp nhận nàng dâu mới. Và cái buổi sáng hôm sau, trong cái bữa cơm ngày đói, thì cả gia đình quây quần vui vẻ trong cái bữa cơm. Sau đó thì họ nghe được cái tiếng trống thúc thuế và cái cô vợ nhặt đã thông báo cho tràng về cái việc ở trên mạn Thái Nguyên và Bắc Giang người ta đã không còn đóng thuế nữa và người ta còn đi cướp thóc của Nhật để chia cho người nghèo. Tác phẩm kết thúc bằng cái hình ảnh lá cờ đỏ bay phấp phới và cái hình ảnh đoàn người đi phá kho thóc trong trí óc của tràng. Đó, nhưng mình tóm tắt một cách ngắn gọn như vậy. Rồi cái phần này là tác giả tác phẩm và tụi con sẽ được nửa điểm, nửa điểm trên 5 điểm nha. Đáp án là nó rõ ràng như vậy cho nên là bạn nào làm thiếu cái phần này đi mất thì bạn sẽ bị mất hẳn nửa điểm, rất là tiếc. Nhớ kỹ chứ không phải vừa vô cái là mình phân tích liền, mình phải nói cho người ta hiểu một cách khái quát nhất về tác phẩm, đó là phần tổng sau khi mình đi phân tích nhân vật. Được không nè? Rồi. Thứ hai mình sẽ đi phân tích. Phần ở đây là phân tích, cô nói theo cái kết cấu tổng phần hợp nha. Rồi, vậy thì phân tích đầu tiên là làm gì? Dù là cái đề yêu cầu phân tích vẻ đẹp của nhân vật người vợ nhạt, đó là phân tích cái phẩm chất, cái vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật. Tuy nhiên, một cái nhân vật để làm nổi bật cái vẻ đẹp của nhân vật, chúng ta phải đi vào cái số phận trước, đúng không? Như vậy thì mình sẽ đi vào số phận trước, vậy thì mình sẽ đi phân tích đầu tiên, đây là luận điểm phụ, nhưng mà bắt buộc phải xuất hiện, đó là luận điểm 1. Chúng ta giới thiệu cho cô luận điểm 1, chúng ta giới thiệu cho cô về cái khái quát về cái lai lịch, về lai lịch, cái ngoại hình và cảnh ngộ, và cảnh ngộ của nhân vật này. Khái quát về lai lịch, ngoại hình và cảnh ngộ của nhân vật này. Thì cái phần này nó giống hoàn toàn với cái phần mà cô đã hướng dẫn cho tụi con trong cái bài làm, phải không? Đó, đầu tiên đó là gì? Không có tên nè, cuộc đời là một số không, tròn trĩnh. Và chúng ta viết lại gì? Tất cả những cái chi tiết này nó y giống như là cái phần mà cô hướng dẫn trong tập mình ghi chép hôm trước, được không? Như vậy nhớ cho cô, trong cái điều này tụi con phải làm nổi bật được đó là cái số phận thê thảm, cái số phận thê thảm là nạn nhân của cái đói, là nạn nhân của cái đói, là tiêu biểu cho thân phận của những con người nghèo khổ, nghèo khổ trong nạn đói. Rồi.
Khi mà mình xác định được khi làm bài á, thì chúng ta xác định được đâu là luận điểm chính và đâu là luận điểm phụ. Thì cái luận điểm phụ là nhớ cho cô tụi con đừng có quá sa đà. Có những bạn đây yêu cầu phân tích vẻ đẹp và cái phần luận điểm phụ này chúng ta có khoảng 0,25 điểm. Nhưng mà khi làm bài các bạn lại quá sa đà vào nó, các bạn đi phân tích rất kỹ từng cái chi tiết một, không cần thiết, và mình sẽ mất thời gian để rồi không có thời gian làm cái phần người ta yêu cầu, trong khi cái phần đó điểm mới là cao nhất. Thì khi làm bài đây là một trong những cái lỗi sai mà các bạn cần tránh ha. Rồi mình phải xác định rõ cái nào là chính, cái nào là phụ, và cái yêu cầu của đề nó nằm ở đâu để mình biết là mình sẽ cân làm sao để cho nó vừa phải. Rồi thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi phân tích luận điểm 2, và chắc chắn đây là vẻ đẹp tâm hồn, phải không nào? Đây là cái phần quan trọng nhất, là chúng ta đi phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật. Rồi, vẻ đẹp tâm hồn. Như vậy thì mình sẽ diễn đạt cho cô theo cái cách diễn đạt như thế này. Mình nhớ cho cô là từ cái bước 1 tới cái bước 2 bao giờ làm văn người ta cũng chấm cái điểm lưu loát, cái điểm mạch lạc, và cái lưu loát mạch lạc đó nó nằm ở cái việc mà tụi con chuyển ý, phải không nào? Tuy nhiên đằng sau cái số phận và chúng ta có thể chuyển ý từ cái số phận xuống đến cái vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật bằng cái câu chuyện như thế nào. Tuy nhiên đằng sau cái vẻ đẹp, tuy nhiên phải không nào? Mình nói là ẩn sau cái số phận bi thảm, cái số phận bi thương của nhân vật là những cái vẻ đẹp tâm hồn bị che khuất. Đó, rồi chúng ta sẽ chuyển ý như thế này. Đó là đằng sau. Đằng sau cái số phận thảm thương kia. Thảm thương kia là những cái vẻ đẹp nhân vật, là những cái vẻ đẹp tâm hồn, là những vẻ đẹp tâm hồn đáng quý, đáng quý, đáng trân trọng. Mà nhà văn Kim Lân, mà nhà văn Kim Lân đã phát hiện và ca ngợi, đã phát hiện và ca ngợi bằng tất cả cái sự yêu thương, cảm thông, yêu thương và trân trọng và trân trọng. Cô nói đáng quý, đáng ngưỡng mộ. Đó là cái câu chuyển ý của mình, là cô gợi ý một cái câu chuyển thôi nha, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển bằng cái cách khác, cho nên là cái cách chuyển đơn giản nhất. Rồi, như vậy thì mình sẽ đi phân tích cô dạy như thế nào. Một nhân vật có nhiều phẩm chất thì một phẩm chất chúng ta sẽ triển khai thành một luận điểm, phải không? Như vậy một ý, và mỗi ý như vậy mình sẽ viết cho cô thành một cái đoạn đoạn văn, và câu chủ đề của đoạn văn đó chính là cái phẩm chất của nhân vật, đúng không nè? Rồi, sẽ cho cô A nhỏ trước hết. Cái ấn tượng trước hết, ấn tượng mà nhân vật để lại trong lòng người đọc, trong lòng người đọc. Là cái khát vọng sống mạnh liệt.
là khát vọng sống mãnh liệt. Đây, cái câu này là quan trọng nhất. Con nói sao mà làm phải làm nổi bật lên cái câu chủ đề của mình là khát vọng sống mãnh liệt, khát vọng sống mãnh liệt như vậy mới được đó. Và bây giờ mình sẽ phân tích như thế nào. Đầu tiên nhớ cho cô là chúng ta sẽ đi phân tích. Vậy phân tích làm sao? Cái thứ nhất, chúng ta để cô lựa chọn những cái dẫn chứng tiêu biểu. Lựa chọn cho cô những cái dẫn chứng tiêu biểu nhất. Để chứng minh cho cái phẩm chất vừa nêu đó. Và tất cả cái này là ở giống như ở trong tập, phải không nào? Tức là mình lựa chọn cho cô những cái dẫn chứng tiêu biểu nhất để mình chứng minh cho cái phẩm chất mình vừa nêu. Như vậy cái phẩm chất mà mình vừa nêu là khát vọng sống mãnh liệt. Như vậy nhiệm vụ của tụi con là phải lựa chọn làm sao cho người ta thấy được cái nhân vật này có một cái phẩm, cái khát vọng sống rất là mãnh liệt. Vậy thì mãnh liệt ở đâu? Đó là hai cái vấn đề đó. Thứ nhất, bố víu vào cái câu hò vu vơ của Tràng để được ăn, phải không? Và thứ hai nữa, đó là dựa vào cái câu nói nửa đùa nửa thật để được sống, để được tồn tại. Vì rõ ràng bao nhiêu đó cho thấy, và mình sẽ phân tích. Như vậy thì mình khi mình làm bài, mình không chỉ lựa chọn dẫn chứng đâu, mà chúng ta còn phải phân tích và đánh giá, phải không? Chúng ta còn nhận xét nè, đánh giá từng cái dẫn chứng. Dẫn chứng một để làm nổi bật, để lý giải và làm nổi bật cái vẻ đẹp của nhân vật. Rồi xong. Rồi, và nếu cần thiết, đây là một cái phần quan trọng nữa, cô ghi màu đỏ. Cái này chỉ cho điểm những bạn có khả năng làm tốt. Tức là các bạn biết liên hệ. Đó là khi các bạn biết liên hệ. Các bạn biết so sánh với những cái nhân vật khác. Trong những cái tác phẩm có cùng chủ đề, như cô nói, chúng ta có thể liên hệ với chị Dậu. Thì cái phần này nó sẽ tính là cái điểm sáng tạo và cái sự suy tư, cái sâu sắc của các bạn trong cái cách lập luận ha. Rồi, có hiểu không? Nhận xét đánh giá từng cái dẫn chứng giống như là cô làm vậy. Thí dụ như cái chi tiết mà tại sao lại bố víu cái câu hò của Tràng, tại sao lại đòi khi mà gặp lại Tràng ở ngoài chợ tỉnh thì lại ngay lập tức là nhảy chạy tới rồi mắng xơi xơi vào mặt điêu người thế mà điêu, như vậy để được gì? Để được ăn, phải không? Là bởi vì đói quá. Rồi thứ hai là tại sao lại liều lĩnh lại đi theo không một cái người đàn ông khi mà người ta không có cưới hỏi gì hết, người ta nói đùa mà tại sao mình lại biến một cái câu đùa nửa thật của người ta thành một cái lời hẹn ước vậy? Như vậy thì đó chính là cái gì? Là khát vọng được sống, được tồn tại. Và giống như những cái phần mà mình lý giải đó sẽ là cái phần, cái điểm của tụi con sẽ nằm ở cái lý giải của mình, chứ không phải là liệt kê dẫn chứng. Nhớ nha, liệt kê dẫn chứng các bạn sẽ thành cái chuyện, còn cái này là mình dừng lại để đánh giá, giống như mình bàn phim vậy. Nhà văn thì ông không nói về cái nhân vật của mình như thế nào, ông chỉ miêu tả kể chuyện nhân vật như thế. Còn phim cũng vậy nữa, diễn viên người ta không thổ lộ trực tiếp cái tâm sự của mình, cái tâm trạng của mình, mà người ta nói ra để cho người đọc, người xem người ta hiểu, phải không? Và người ta đánh giá. Thì bao nhiêu đó đủ để cho chúng ta thấy được và mình sẽ dính vào cái chi tiết đó. Cái thông điệp mà tác phẩm muốn gửi gắm là gì, chúng ta bình luận và lý giải, nhận xét đánh giá, đó chính là phân tích tác phẩm. Hiểu không nào? Rồi, xong ha. Bây giờ mình sẽ chuyển ý qua cái luận điểm thứ hai, qua cái phẩm chất thứ hai. Mà chúng ta sẽ chuyển ý sang cái phẩm chất thứ hai của nhân vật người vợ nhặt. Đó là gì? Thiên nhiên. Không chỉ vậy, trên đường theo Tràng về nhà,
những cái phần chứng tốt đẹp cụ thể vốn bị cái đói. Trên đường theo tràng về nhà, những phẩm chất tốt đẹp của thị vốn bị cái đói che khuất dần biểu hiện rõ. Dần biểu hiện rõ ha, đây là đó là vẻ đẹp, đó là cái vẻ đẹp nữ tính và giàu lòng tự trọng. Đó là vẻ đẹp nữ tính và giàu lòng tự trọng. Đây là luận điểm thứ hai và mình cũng sẽ làm phân tích tương tự như vậy, được không nào? Mình dựa vào cái cách mà cô hướng dẫn phân tích ở cái luận điểm bên kia, mình sẽ phân tích tương tự như thế. Và dựa vào đâu nữa? Dựa vào những cái lý lẽ, những cái dẫn chứng mà cô đã hướng dẫn tụi con trong tập. Ở đây cô sẽ không nói lại, nó sẽ tốn thời gian của mình. Và con hiểu là dựa vào đó mình chọn lựa những cái chi tiết tiêu biểu nhất. Trên đường về, cái thái độ lúng túng, ngượng ngùng, e thẹn, chân nọ bước díu cả phần chân kia thì điều gì? Cái chi tiết nén, cái tiếng thở dài khi thấy được cái gia cảnh của tràng, phải không? Rồi cái dáng ngồi mốm vào mép giường, cái cách chào hỏi bà cụ tứ, và đặc biệt là cái việc mà thị đưa tay đón lấy cái bát. Cái bát cám khuấy của bà cụ tứ đưa cho, nó thể hiện vẻ đẹp gì thì mình sẽ đánh giá từ cái chi tiết, giống như cô đã hướng dẫn tụi con trong cái tài liệu cô gửi trước, cũng như là cái phần phân tích cô đã hướng dẫn, phải không nào? Rồi còn một phẩm chất nữa cuối cùng mà tụi con ghi là cuối cùng cái vẻ đẹp của nhân vật còn thể hiện ở ý thức trách nhiệm, của một người con dâu, một cái người vợ trong gia đình. Và cái hy vọng ở tương lai. Rồi. Cũng giống như vậy ha, chúng ta phân tích. Mình cũng sẽ phân tích tương tự. Như cái ý ở trên. Cũng chọn lựa dẫn chứng tiêu biểu và đánh giá nhận xét từng cái dẫn chứng đó. Rồi. Sau khi phân tích xong, nhớ cho cô là mình sẽ phân tích mỗi cái phẩm chất, viết thành một đoạn văn và chú ý cái câu chủ đề. Cái câu chủ đề là cái phần màu đỏ mà cô thể hiện trên bảng cho mình. Đó được xem là luận điểm. Và khi người ta chấm bài, người ta sẽ chấm kỹ cái cách thể hiện của mình. Trước khi bắt đầu mình nói một cái gì thì nó phải có câu chủ đề để cho người chấm người ta dễ quan sát, người ta hiểu là các bạn đang triển khai cái vấn đề theo cái hướng nào. Và nhìn vào cái bố cục của tụi con thì người ta sẽ biết là mình có biết cái cách làm bài, biết cái cách phân tích nhân vật hay không nha. Cô cố gắng đừng có đi xa đà vào cái việc kể chuyện. Các bạn thường hay kể chuyện để làm gì? Cái việc đó là nhà văn họ đã làm rồi, đó đâu phải là việc của mình, phải không? Và việc của mình là từ những cái chi tiết mình chắc lọc, chọn lọc và đánh giá những cái chi tiết đặc sắc, những cái chi tiết ấn tượng mà nhà văn đã nêu ra trong tác phẩm, chứ nhiệm vụ của mình không phải là đi kể chuyện. Lớp lưu ý cho cô điều đó ha. Rồi phân tích tương tự cho cô ba nhỏ hợp. Đã phân rồi thì phải hợp, tức là chúng ta phải đánh giá, phải chốt lại. Chứ bây giờ mình để ra thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi để làm gì người ta không biết. Như vậy thì bao giờ cũng vậy, đã phân tích tổng phân thì phải có hợp, nhớ kỹ nha. Và phần hợp để mình làm gì đây? Về nội dung. Hợp về chúng ta đánh giá về hai mặt, về nội dung và về nghệ thuật ha. Về nội dung chúng ta đánh giá lại cái nhân vật của mình một lần nữa. Ví dụ như mình nói là qua cái nhân vật người vợ nhà. Qua nhân vật người vợ nhà. Tác phẩm này đã ca ngợi không chỉ bày tỏ
cái niềm cảm thông với thân phận của những con người nghèo khổ. Nghèo khổ trong nạn đói. Cái vẻ đẹp tâm hồn của họ đó là vẻ đẹp gì? Đó là bên bờ vực cái chết, họ vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đùm bọc lẫn nhau. Vẫn khát khao hạnh phúc. Và hướng về tương lai. Vẫn khát khao hạnh phúc và hướng về tương lai. Thì đây chính là tác phẩm vì thế mang cái giá trị hiện thực. Chứ đựng cái giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Rồi, đó là phần đánh giá về mặt nội dung. Nhưng là chúng ta sẽ đánh giá chung lại nhân vật một lần nữa. Sau đó mình sẽ đánh giá về cái giá trị của tác phẩm, về cái đóng góp của tác phẩm. Thì thông thường mình sẽ đánh giá về giá trị thực và giá trị nhân đạo. Rồi, ở phần thứ hai, sau khi nhận xét, đánh giá về nội dung, chúng ta sẽ đánh giá về nghệ thuật của tác phẩm, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Thì mình sẽ luôn dùng cái câu này, cái cách rất là tác phẩm rất tiêu biểu cho cái nghệ thuật, phong cách nghệ thuật của nhà văn Kim Lân. Cái việc xây dựng cái nhân vật truyện ngắn, nhân vật vợ nhạc rất tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn của nhà văn Kim Lân. Như vậy thì nó tiêu biểu như thế nào? Trước hết là nhà văn đó là cái tình huống truyện. Nhà văn đã xây dựng một cái tình huống truyện rất đặc sắc. Đặc sắc. Bởi vì đó là một cái tình huống lạ. Nhạc vợ là một tình huống lạ. Một cái tình huống lạ. Vừa éo le, lại vừa cảm động. Và chúng ta chỉ ra lạ ở chỗ nào, éo le ở chỗ nào và cảm động ở chỗ nào. Phải không nào? Thứ hai nữa mình thấy đó là cái ngòi bút. Cái ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật bậc thầy. Tâm lý nhân vật đó là cái điều mà nó thể ở bên trong, là cái thế giới nội tâm của nhân vật, rất khó để định nghĩa. Vậy thì bằng cái tài năng của mình, nhà văn Kim Lân đã tái hiện cái vẻ đẹp tâm hồn, cái thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật qua những cái hành động ông miêu tả và kể như thế nào. Từ cái dáng đi ngượng nghịu, lúng túng, e thẹn của người phụ nữ, từ cái dáng ngồi, phải không nào, đến cái suy nghĩ, cái lời nói, tất cả nó đều làm nổi bật được cái vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật. Thì đó, qua đó tái hiện một cách sâu sắc cái tâm lý phức tạp của nhân vật này, thì đó chính là cái tài miêu tả và tâm lý bậc thầy. Thứ ba nữa mình nhận xét ngôn ngữ, bởi vì viết cho người nông dân và bản thân cũng là một cái người nông dân bình dị, cho nên ngôn ngữ của truyện ngắn đó là cái ngôn ngữ rất là bình dị nè, mộc mạc mà tinh tế và chọn lọc, rồi xong. Như vậy thì mình sẽ đánh giá xong. Nhớ cho cô là tổng phân hợp và cái phần hợp này nó hoàn toàn không có
không có phải là chúng ta không kết hợp nó cùng với kết bài nhé, làm như vậy là sai, là thiếu cái bố cục tổng phân rồi tới hợp, không nhập nhằng cái phần hợp và cái phần kết bài, như vậy không được nha. Bà nhớ cho cô, cái phần kết bài chúng ta là đánh giá lại, đánh giá cái sức sống, đánh giá lại cái giá trị của tác phẩm, sức sống của tác phẩm. Nếu suy nghĩ và những cái bài học mà em rút ra từ cái tác phẩm, từ nhân vật, từ cái tác phẩm hay là từ nhân vật này, phải không nào? Như vậy thì mình sẽ đánh giá lại một lần nữa. Chúng ta thấy truyện ngắn này được sáng tác vào năm 1954, tức là bây giờ đã hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi, nhưng mà cái giá trị của nó vẫn còn vẹn nguyên, vẫn là một trong những cái truyện ngắn hay nhất của cái thế giới truyện ngắn Việt, của cái thế giới truyện ngắn văn nền văn học Việt Nam hiện đại. Và như vậy thì mình mới thấy được cái sức sống bền bỉ của tác phẩm, nó được tạo dựng bởi cái giá trị nhân đạo sâu sắc mà nhà văn Kim Lân để gửi gắm. Và qua đó chúng ta học được cái bài học về cái gì? Về cái nghị lực sống, là trong mọi hoàn cảnh chúng ta không được buông xuôi, không được bỏ cuộc, mà phải biết vươn lên, phải không? Phải tin vào cuộc sống, phải lạc quan, và đó chính là một trong những cái cách để chúng ta vượt qua nghịch cảnh. Rồi, đó là toàn bộ cái phần bài tập của chúng ta ngày hôm nay, phải không? Và cô sẽ có điểm, sẽ chấm điểm cái phần làm bài của mình và gửi lại cho tụi con trong cái thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho cô trong cái tiết học hôm nay và đã làm những cái bài tập rất là chỉnh chu, rất là chu đáo để gửi về. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.